Đẹp quá vậy. Nè đây, tới chùa Lâm Thiền Cambodia nha mọi người nha. Ôi gì. Ôi giống như là đang có tiên cảnh vô. Wow. Chọn ngày đi. Chọn ngày đi đúng tốt, đúng đẹp luôn. Đúng đẹp luôn. Đây, mọi người có thấy không? Ôi, ở đây sương mù dày đặc luôn, cây rồi ngôi chùa nè. Nhìn giống như là ở tiên cảnh nha mọi người. Cực kỳ đẹp. Ôi ôi đây nè, giống như tiên cảnh luôn. Lạnh đó con, mặc áo khoác vô đi con, lạnh đó. Sương mù không à. Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với cái kênh vlog của em nha. Hôm nay em sẽ chia sẻ với mọi người một cái chuyến đi là từ Việt Nam qua Campuchia bằng cửa khẩu Giang Thành Kiên Giang. Sẽ đi bằng cái cửa khẩu Giang Thành Kiên Giang đi qua Campuchia nghe cả nhà. Bây giờ là em đang ở ngay chân chỗ cửa khẩu Giang Thành nè. Mà bây giờ là 5:45. 5:30, bây giờ là 5:30 thì phái đoàn của em là từ ở Việt Nam qua cửa khẩu Giang Thành thì em sẽ đi cái hướng là từ ở Long Xuyên. Từ Long Xuyên An Giang đi về cửa khẩu Giang Thành. Thì khi mà tới đây á, em sẽ chia sẻ với mọi người một điều rằng là mình nên đi bằng chứng minh nhân dân thì sẽ dễ đi hơn, chứ mình đừng có đi bằng cái passport nè, nó rất là lâu. Khi mà mình có chứng minh nhân dân qua đó là mình sẽ có người ở đây họ sẽ làm đăng ký cho mình. Đây là phái đoàn của cả nhà mình đi qua Campuchia nè, đi núi Tà Lơn chơi. Đi lên núi Tà Lơn chơi nghe cả nhà nha. Chị có đem theo bọc cả trên núi đó kìa. Dạ, con mới mua đây sẵn rồi hả? 20.000. Thì khi mà đi qua đây á, khi mà mình đi qua đây á là mình đi bằng chứng minh nhân dân thì tới ngay ở đây là sẽ có cái anh này nè. Đó, cái anh mặc áo tím là anh sẽ làm cái hồ sơ để cho mình đăng ký qua bên cửa khẩu. Còn những bé nhỏ nào mà dưới 10 tuổi đây là cái cửa hàng nè, cửa hàng mình đang không mua đồ ở đây. Vũ Tiên ngay trong chỗ cửa hàng Vũ Tiên. Này thì mọi người đang ngồi chờ xe để có một chuyến xe nữa. Ở bên chỗ cửa khẩu Giang Thành này sẽ dùng xe của bên Campuchia để
trung chuyển mọi người đến cái chân chỗ gọi là núi Tà Lơn. Núi Tà Lơn là có Đức Mẹ Tà Bao đó. Thì mình nghe nói là ở Đức Mẹ Tà Bao thì rất là linh thiêng, cho nên là gia đình mình cũng muốn đi đến Đức Mẹ Tà Mau để cầu xin một vài thứ cho gia đình. Mình sẽ tiếp lời cái hồi nãy nha mọi người. Hồi nãy á là khi mà mình đang quay chỗ cái anh mà làm hồ sơ á, anh không cho quay là tại vì ở đó là giống như là nó là một cái điều bí mật mà họ làm riêng lẻ đó. Thì ra đây thì mình sẽ chia sẻ là khi mà mình tới đây mình đi bằng chứng minh nhân dân á, thì mình đăng ký với cái anh đó nè, ở ngay chân chỗ du lịch Campuchia Vũ Tiên, đây là cái địa chỉ này nha cả nhà nha. Đó thì khi mình được chứng minh nhân dân thì anh đó ảnh sẽ làm cái thủ tục hồ sơ để cho mình đi qua bên cửa khẩu Campuchia. Và những bé nào mà dưới 10 tuổi thì mình sẽ nộp cái gọi là giấy khai sinh thì sẽ đăng ký được, còn nếu mà không có đem theo cái giấy khai sinh á thì mình sẽ bị thì mình sẽ chịu cái phí là 150 một bé đó. Đó là cái thủ tục để mà mình có thể đăng ký qua bên cửa khẩu Giang Thành, từ cửa khẩu Giang Thành mà mình đi qua Campuchia để mình đi về chỗ núi Tà Lơn, Mẹ Tà Mau hoặc là những nơi khác của Campuchia mà mình không cần phải đi passport đó. Thì đó là một vài điều mà mình muốn chia sẻ với cả nhà về cái cách thức mà mình đi qua Campuchia. Không bao giờ là gia đình mình đang chờ để đi qua Đức Mẹ Tà Mau. Thì tí xíu nữa khi mà mình tới ngay Đức Mẹ Tà Mau thì mình sẽ quay tiếp cho ngay cho cả nhà biết nha. Đây là khung cảnh xung quanh ở ngay chân chỗ cửa khẩu Giang Thành nè cả nhà. Mình thấy ở đây thì không có người ở nhiều lắm, vẫn còn đồng xanh ruộng lúa rất là nhiều và nhà cũng thưa thớt nữa. Ở đây toàn là đất đỏ, không đất đỏ đất sét nhiều không có nhà. Xa là mình thấy núi đẹp ghê luôn kìa. Này là mình đang ở bên vùng lãnh thổ của Campuchia rồi nha mọi người nha. Kìa núi cái đẹp ghê, trời ơi núi đẹp ghê kìa. Ở bên Campuchia cũng đâu khác vậy Việt Nam đâu, mà thấy họ đôi khi nhà còn nhỏ hơn mình. Kìa cái màu vàng vàng là nhìn cái khẩu xà xía đó. Campuchia đất đỏ không à. Ồ đây xe túc túc kìa, chở quá trời người luôn. Ờ ơi đây nè. Người chở dữ vậy. Cái đó lấy xe bò chở đó, cái cây để nhắn trời á. Xe cái bò heo á.
Đúng rồi, cái đó là xe chở bò mà chở người luôn, kê giá túc ngoài sau á. Bây giờ đoàn của chúng em sẽ đi xuống để cúng Đức Mẹ Tầm Ao và chụp hình. Ồ, không khí ở đây là mát lắm mọi người ơi, mát lạnh luôn á. Không, đâu có nắng đâu mà nóng. Cái này đúng là mát lạnh luôn nè. Cậy đi lên đây bay chút chụp. Wow. Bây giờ cái dịp mùa hè mình dẫn mấy đứa cháu mình đi nè Đức Mẹ Tà Mau. Đây là Đức Mẹ Tà Mau ở trên núi Tà Lơn bên Cambodia nha các mọi người. Đẹp quá, Đức Mẹ Tà Mau đẹp quá. Dạ, lên trên đây thì chỉ có một xe đoàn của chúng em thôi chứ không ai nữa. Cầm đếp chụp tấm hình đẹp lắm. Đẹp. Rồi, đây mọi người có thấy Đức Mẹ Tà Mau chưa? Rất là đẹp nha. Và mình nghe nói là Đức Mẹ Tà Mau này rất là linh thiêng. Mình muốn cầu nguyện hay là xin Đức Mẹ về cái vấn đề gì đó thì mình cứ xin. Và khi mà cúng Mẹ Tà Mau thì mình sẽ cúng như mẹ là một nải chuối và nhang đèn nha mọi người. Đây. Thank you.
Đứng ở trên đỉnh núi, mọi người có thấy ở cái đỉnh núi bên đó không? Bên đó là đang là mây trắng đang bay trên đỉnh núi luôn. Lên trên đây rất là lạnh nha mọi người, lạnh lắm luôn. Rồi, còn cái khúc ở chỗ này á là thành phố của Campuchia, và mình thấy luôn là ở bên Phú Quốc luôn đó nha. Đây ngược dãy đây. Zoom lại cho mọi người coi rồi này. Đó. Đây. Khúc bên này là Phú Quốc nè. Kìa cái vàng cầm. Để qua đây quay tí xíu xong rồi sẽ đây là 12 con giáp bây giờ nè mọi người. Đây là những bức tượng 12 con giáp ở trên chỗ Đức Mẹ Tà Mau nha mọi người nha. Đây. Con đứng vậy là ngược sáng rồi cái vàng ơi. Đó mọi người thấy là ở đây họ đi khắc nhìn giống 12 con giáp không này. Đây là những vị thần nào thì mình không có rõ nữa mọi người ơi. Mình cũng không rõ nữa. Mà thấy ở đây là mọi người cũng có để tiền lên trên một cái mâm và lấy cục đá đè lên để cúng cho các vị thần này nè. Nhưng mà mình cũng không biết là các vị thần này là như thế nào. Nè con chép, con cầm đi, con muốn quay gì con quay. Con cầm ở trang chỗ này nè. Con hiện lại đem ra dưới cúng mẹ đi. Rồi. Muốn quay gì quay. Thôi mẹ mình hảo quay đi, con quay xong rồi. Con không quay nữa. Rồi, cái này nó là chống rung nè. Đúng rồi, nặng quá con cầm nó lại. Rồi, rồi. Em ra đây cúng mẹ đi. Đây, bây giờ đi lên cúng mẹ. Con ở Việt Nam con qua con mà. Ủa Cà Mau. Đây là những cái và những cái đồng tiền mọi người đem lên đây để cúng cho người Tà Mau. Bây giờ là em sẽ bày trái cây ra cúng mẹ Tà Mau để cầu xin những cái phước lành an lành cho gia đình mình.
bây giờ là gia đình mình đi xuống dốc nha mọi người, đi xuống dốc để đi cúng thêm ở chỗ khác của núi Tà Lơn nữa, sẽ đi qua bên địa điểm khác nữa. À, bây giờ là mình đứng lại mình quay kỹ lại cho mọi người coi nè, đó mọi người thấy ở đây cái khung cảnh ở đây có đẹp không nè, mình thấy là quá đẹp luôn, ở đây nó rất là lãng mạn không mọi người nha. Rồi bây giờ là mình đi xuống với xe rồi tí xíu qua bên kia là mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Hôm nay là mình sẽ quay cái trải nghiệm để cho mọi người biết là gia đình mình đi đi tham quan và đi du lịch ở núi Tà Lơn bên Cambodia. Ở đây gió quá. Rồi mình đã xuống dưới núi rồi nè mọi người. Ở dưới chân núi này thì cũng có bán rất là nhiều đồ ăn nha, có bán đồ ăn thức uống rất là nhiều. Đây là những cái xe biển số Campuchia không này. Đây là cái nơi bán đồ ăn bánh kẹo ở dưới chân núi Tà Lơn. Ở đây toàn bán toàn là bánh kẹo Thái thôi à. Nghĩ sao 6 ngàn ria thôi. 6 ngàn ria là nhiêu tiền? 36 ngàn Việt Nam. Có đâu chỗ đó không có bán. Gì? Mua cái khác chứ mua này chi? Một bọc này là 6 ngàn ria. 6 ngàn ria tương đương với 36 ngàn. Ở bên đây là mình sẽ dùng tiền ria thôi nha mọi người nha, cho nên đi qua đây là mình sẽ đổi ra tiền ria. Đây rồi, lên xe, go! Đi đêm khác chơi. Go. Ôi mọi người ơi, mọi người thấy bây giờ là ở trên núi Tà Lơn đã phát triển nhiều chưa? Đó, ở trên đây hả, bây giờ là người ta xây dựng nhà cửa rồi trên đây quá trời luôn nè. Đó, kìa, máy bay rồi nè. Mọi người có thấy ngay cạnh chỗ này không? Máy bay rõ luôn. Công trình xây dựng quá trời luôn. Số dạy số bạc là mình sẽ mua vé cộng là 20.000 tiền Việt, 20.000 đồng tiền Việt Nam mình ở số dạy số bạc. Đây mình tới số dạy số bạc nha mọi người nha. Giờ là mình tới số dạy số bạc. Không khí ở đây nó rất là trong lành. Đi ở đây còn sướng hơn đi ở Đà Lạt luôn á mọi người. Không khí ở đây nó lạnh nhưng mà xe xe đó không ở đây. Ông ngoại em 80 tuổi vẫn còn ham hố đi núi Tà Lơn nè. Đó, đi núi Phim hôm bữa đó. Ông ngoại vậy chứ đi đóng phim nữa nha, làm diễn viên đó nha.
Được lên tivi nha, trong phim của Quỳnh Lập lên tivi á. Ủa trong đó là đi toilet mà mình vô làm gì? Mình đâu có đi toilet đâu. Ý suối kìa hẹn. Suối kìa. Kìa 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 kìa. Đây. Định zoom lại coi có thấy màu vàng không. Đây 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 đây. Mọi người ơi. Đây đây đây. Mọi người có thấy ngay ngay chân chỗ này nè đó. Mọi người thấy vàng vàng không? Cái này là suối vàng rồi đó. Đó, suối vàng rồi đó. Wow. Để em đi xuống dưới này em quay cho mọi người coi đó nha. Nhưng mà còn phải sửa ha. Ồ. Đây là mình đang ở suối vàng suối bạc ở núi Tà Lơn bên Campuchia nghe mọi người. Ai giờ em đi lại trên đây em quay cho mọi người xem. Wow. Xuống dưới này nè. Được. Đó. Đây, hồi chỗ đó này là vàng vàng đó, ở đây gọi là suối vàng suối bạc nha. Thác, thác đang chảy nè. Đẹp quá mọi người ơi. Em đưa máy đây, giờ đang quay rồi. Dưới này nè ba. Nghe tiếng suối chảy róc rách vui tai ha. Đây nhanh lên. Mà, em cũng sao qua đó hả? Ừ qua đó đi. Đây nhìn đây nè. 1, 2, 3. À, mình đi cái này thì cầm cái máy quay. Ba mình ở trên đi chụp hình. Hai ba. Dơ coi, dơ cao cái chân kia lên luôn đó thôi nhìn ta. Ờ đúng rồi, 1, 2, 3. Rồi, ok. Từ té hả con, cẩn thận hả con. Tự chụp à. Trời Hiền, chụp cho ba với mẹ tắm rồi Hiền. Cẩn thận nha con, nhìn từng té đó. Dạy của con cao gót lắm đó nha, từ từ. Rồi đi ô, từ từ đi.
rừng rừng rong reo không trơn á. Rồi cẩn thận đi, hay chắc rồi cẩn thận. Chép vô luôn, chép vô luôn. Chép vô luôn. Chúng thanh qua luôn. Dạ, nhìn nhìn điện tư à. Đúng rồi. Rồi muốn chỗ rồi em kìa, không? Nè, qua đây rồi, chụp cho mẹ mày. Để có 2 lục tiền. Bước qua đây coi. Kìa, hiện qua chụp cho ba với mẹ tấm hàng. Chụp bằng điện thoại liền luôn ơi, chụp bằng điện thoại luôn đi. Chụp cái máy đó bị lâu quá, chụp bằng điện thoại luôn đi. Khung cảnh ở đây đẹp quá ha, cá chép ha. Vàng số bạc mà. Đây, mọi người thấy ba mẹ mình cần tình tứ chưa? Cẩn thận nghe Kim Thanh. Ủa mẹ, rồi còn chỗ nào đi nữa không? Mẹ có nghĩa là số vàng số bạc rồi chỗ này xong quá hả? Đi 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 đi. Đi đi dài dài đi. Đi 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 con ơi. Đây đây đây, được ngoài đi lên đi. Đi qua kia con ơi. Ở đây có một chỗ đứng hoài à. Đi. Đây. Ba đeo đó luôn đi. Thôi con chụp bằng điện thoại à. Thấy không? Rồi, đây. Thấy 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 được rồi, được rồi, được rồi. Rồi. 1 2 3 tôi lên nè, 1 2 3. Rồi, ok. Được. Đây mọi người ơi, bây giờ mình coi mình di chuyển lên kia đó, có chỗ này không nha được. Lâu lâu à nhi. Đi đợi đó, đợi. Ừ, ở đây cái vàng. Cái cây gì mà cái lá đâu quét ngộ hả cái vàng ha.
Ờ thì ngay trên chỗ này là cái dốc mà con. Cẩn thận nha mọi người nha. Ê, xích vô, ngay trên chỗ này là cái dốc á. Đứng ở đó được á. Dốc quá con ơi. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên đây, mình quay ở dưới này cho mọi người xem được ở dưới này trước nha. Thác ở đây thì được cái là có từng bậc thang cho nên mình rất là dễ đi nha mọi người, không có khó đi. Và đá cũng bự bự to to mà. Wow, đẹp quá nè. Wow. Ôi. Đẹp quá trời luôn. Đẹp quá nè. Cái vàng, cái vàng. Con đứng ngay chân chỗ này đi, mẹ chụp cho cái vàng. Có lại cái mỏ. Máy con đâu, máy con đâu? Kêu cô Hiền đưa đi. Máy con giờ không có đèn đâu. Rồi, chờ đi đó mẹ lấy cái máy này ra mấy mẹ chụp. Cẩn thận nghe, tôi chừng ướt đồ nghe, từ từ. Rồi ok. Em có chưa đó. Dẹp máy đi tôi chụp mấy ngày rồi. Ừ, có lại đây. Đó mình đâu chọn cái gì vậy? Cái này đây. Nghe lời chị đâu. Nó không gửi được. Em đi chơi không được. Không có bút nữa. Rồi 1 2 3. Ok. Đẹp. Mẹ đứng ngay trong chỗ thác này nè mẹ. Ôi mọi người ơi, bây giờ là em mới nhảy xuống được thêm một bậc nữa, giờ em quay ở dưới này cho mọi người coi nè, quá đẹp. Wow, khung cảnh ở đây hữu tình quá mọi người ơi, đẹp quá. Đây là chú vàng chú bạc nha. Là những vị Phật là rất là linh thiêng. Đây,
Mọi người thấy ở đây không? Sương mù, sương mù quay nè. Sương mù quay dày đặc luôn. Nhìn nhìn giống như là ở trên cái cổng kia, nhìn rất là đẹp mọi người ơi. Ở trên đỉnh núi á thì mình nhìn giống như là mình nhìn á là sương mù quay, nhưng mà ở dưới chân núi thì mình nhìn đó thì nó sẽ ra là mây trắng, nó sẽ ra là mây trắng mọi người. Cái cha dinh sinh này đứng ngồi cái dinh sinh này. Wow, đẹp quá. Tại vì những hồi xưa là những vị thần Phật này kia là lên trên đây để họ hội họp á. Có những người mà tu tập mà cao tăng đắc đạo lắm mà mới lên đây được, chứ không phải là khơi khơi lên đâu. Sương mù bay kín đường hết luôn rồi kìa. Ôi ôi đây nè, giống như tiên cảnh luôn. Lạnh đó con, mặc áo khoác vô đi con, lạnh đó. Sương mù không à. Wow, Đức Phật ở ngay chân chỗ cái hồ nước này đẹp quá mọi người ơi. Thôi không nói gì thì đâu thấy đường đâu mà quay. Đi mình đi lên trên này đi.
này không biết được bao nhiêu bậc thang ha. Cái này là thời xa xưa lắm đó, mọi người. Những cái bậc thang và hai bên cái đường đi lên nè, điêu khắc rất là tinh xảo nha. Sư tử. Ủa mẹ, này là gọi là gì mẹ? Nam thuyền. Nam thuyền. Năm thuyền hả? Năm thuyền. Đây nè, đây có chiếc con. À. Này gọi là chùa Năm Thuyền ở trên núi Tà Lơn nha mọi người. Thuyền là tự nhiên đó. Con đá tự nhiên á. Ở đây chiếc nè, bên đó bốn chiếc bác. Có hơi hành nắng nè. Hành nắng là quay rõ hơn nè. Đẹp đó, Năm Thuyền. Đây gọi là chùa Năm Thuyền. À, con thấy rồi. Rồi mẹ chỉ con mới thấy rồi. Đây, vì sao ở đây gọi là Năm Thuyền? Đây, ở đây là có 5 chiếc thuyền bằng đá tự nhiên nha. Ở đây là cái này là một chiếc nè. Thứ hai chiếc nè. 3 chiếc rồi. 2, 3, 4 chiếc. Và một chiếc bên đây là 5. Là đủ 5 chiếc. Chùa Năm Thuyền bằng đá. Đá này là đá tự nhiên nguyên khối luôn nha mọi người. Là thiên nhiên tạo á, chứ không phải là thiên nhiên tự tạo luôn á. Rồi anh nó chụp lên đi. Cách thử đi. Đây nó chụp thuyền thì cái tiền nó chụp đi. Ê mẹ ơi, Đức Phật chiếc này đẹp quá nè mẹ. Ôi nhìn ở đây đúng là tiên cảnh luôn mọi người. Ghé lấy Phật đi hèn. Là mình đang đi trong sương mù không á mọi người. Nay mình sẽ quay là Đức Phật. Đây cũng có mấy người Tây tới để tham quan đó nha mọi người. Có ba người Tây nữa nè. Bây giờ ít sương mù rồi cho nên là mình quay thì mọi người nhìn sẽ rõ hơn hồi lúc nãy. Lúc nãy sương mù nhiều quá cho nên là mọi người nhìn sẽ không có thấy rõ được đâu. Đây. Nè, hình cái thuyền à. Đúng rồi, đứng ở dưới là nhìn không ra chiếc thuyền ra nhưng mà nó không có rõ bằng khi mà đứng ở trên đây.
Rồi mọi người ơi, bây giờ là khi mà đoàn của chúng em tới ở ngay chân chỗ chùa Nông Thuyền này thì cũng là cái điểm tham quan cuối cùng ở trên núi Tà Lơn. Thì có được bao nhiêu cảnh ở trên núi Tà Lơn em cũng đã quay lại và quay được những cái khung cảnh. Wow, cái gì vậy? Hết hồn cái gì mà làm cái bụng vậy? Ồ. À, bây giờ đoàn của chúng em sẽ xuống núi Tà Lơn. Hẹn mọi người ở một dịp khác sẽ quay lại núi Tà Lơn đó nha. Bây giờ là đoàn chúng em đi xuống núi để ghé casino chút xíu. Tới đó rồi em sẽ quay tiếp cho mọi người biết. Đây, ở đây là mình tới casino rồi nha mọi người. Nhưng mà ở đây họ không có cho người Việt Nam vô nữa, chỉ là cho người Tây, Campuchia và người Trung Quốc vào thôi, chứ người Việt Nam mình là không cho vào. Người Việt Nam mình vào mà phải chơi á thì mới cho vào, còn mà và tham quan thôi thì không có cho vào đâu. Cho nên là bây giờ là đoàn của mình sẽ bây giờ sẽ di chuyển về biển Kép. Đi về biển Kép ăn đồ biển và tắm biển. Rồi lúc đó là sẽ di chuyển về Việt Nam luôn. Bây giờ là mình đang ở chợ của người Campuchia nè. Mình đang ở chợ của người Campuchia nè mọi người. Ở đây có quá trời đồ ăn luôn nè. Wow, đồ nướng nè. Là phố nướng là cá nè. Cơm mực. Cái này là họ xiên nướng sẵn nè, mình mua mình ăn nha mọi người. Đây họ cũng có nước mía đó nè. Wow. Nên là cái gì ta? Oh, ở đây họ biết nói tiếng Việt nên nè. Một con mực này là mực ống. Một con mực ống này là một con mực ống này mọi người giá là 4.000 ria. 4.000 ria thì nó sẽ tương đương với là $1, sẽ tương đương với là $1. Còn con này là tương đương với tiền Việt mình là 13.000. Thì đây nó là 2.000 ria. 2.000 ria. Còn đây là cá đuối. Ủa cá đuối này là giá sao anh? Dạ. Hả? 20 con. Một miếng cá đuối bự như vậy nè mọi người là 20.000 ria nha. Nước to, nước cây đây.
20.000 ria. Tôi có đưa tiền cho nó rồi, nó biết nó mua rồi. Ở đây là họ có cái nước sẵn như luôn nè. Cơm hộp ngàn đi. Cơm cơm giấy còn gì đâu có bán qua đâu. Cơm hộp ngàn. Có cơm giấy không? Cơm giấy á. Cơm cháy anh. Thì đó đi lên nó cái lòng cơm cháy luôn, cái này không bán ngàn ta. Chắc cho nó dẹp hay sao rồi. Cái này nằm cơm cháy nè, mà cái này đồ nước bắt hành xịu rồi trời. Nó bắt nhiều lắm. Bên đây thì cơm sống. Ô, nguyên con có đuối bự luôn nè. Đây là bán tôi biết cua biển. Con muốn mấy con như cái vàng? Ba con. Ba con hả? Nhiêu? 7.500. Ba con 7.500 là 45. 15.000 con hả? Ủa sao 13.000 con mà? Tính con nhỏ nên là 13.000 con mà. 2.500. 13.000 một con. Con này tới 2.000 hả? 2.000 hả? 10 con là 20. Cái này 3 con 10.000 nha. Rồi lấy 3 con đó. Đi mà lát con bóp ta đi. Cho 20.000 đi. Bớt 10, cái này mua 10 con 20.000 đi. Bây giờ nè. Bây giờ đáp con là nhiêu? 5 con. Cái này gọi là phố nướng ở phố nướng ở Campuchia nha mọi người. Cái này là ngay biển. Biển này là biển gì mình cũng chẳng biết biển gì luôn nữa nè. Mình cũng không biết cái này là biển gì nữa. Ô, xuống biển nè. Nên là họ bán mắm nêm pha sẵn đó mọi người. Họ bán loại chai chai. Nên là chợ ẩm thực ở Campuchia gần biển Cát đó mọi người. Này mình cũng biết là chợ gì nữa, đang hỏi mình hỏi tài xế nè chợ gì. Nè mẹ có mua đồ biển ở dưới này nè gì? Dạ dưới này nè. Thấy rồi. Dạ đi qua đi qua ở thế này nè. Coi thì qua hỏi cơm cháy đâu mua. Nè, cô thấy đâu cái cơm cháy nè. Nhưng mà đó kêu mẹ xuống đâu phải không? Khóa nó hỏi quan mua chỗ nào không cơm cháy. Ở đằng này nè. Mẹ.
Má, đằng này có bán trong giấy nè. Đằng này có bán trong giấy nè. Nè, bây giờ là mình sẽ thưởng thức mực nướng tại phố nướng ở biển này nha mọi người, ở biển Kép. Ngon không, ngon không? Không có vàng. Ngon không con? Cấm. Cay mặn quá. Ở nước nấu là mình ăn cả chổi luôn nha, cả ngày nha. Ghê ra. Ở chợ này á chứ mọi người, ở chợ đồ nước đồ xiên ở bên Kép này là mình trả tiền gì cũng được nha. Hầu như là ở đây họ đều biết nói tiếng Việt hết, mình sử dụng tiền gì cũng được, họ cũng nhận. Đừng bao giờ hèn, không biết là cô có đặt hay không, đừng có mua cái hàng. Còn 20 thì một đô, 4 mặt riêng là 1 đô. Mà 1 đô chỉ có 20 mấy ngàn à. Hôm nay của mình đó hả? Mẹ ơi, hôm nay của mình đúng không? Của mình. Đi. Nè, trên đây có cầm giấy nè, đi. Con cua hả? Nhưng mà không biết cua chắc thịt không à. Càng bự quá ha. Thôi đi Hiền ơi. Không biết là có chắc thịt hay không thôi nè. Không biết có chắc thịt không thôi. Ê mẹ ơi, chép sau nè, chép. Đi em mọi người, con đường đi là ấy lạc á. Đi này mẹ nè. Đang nữa không? Hả? Cá không?
10 ngàn là 20 và con đó là 20 nữa. À, cái này là cá đuối nhỏ hả chị? Nên là cá đuối nhỏ 20 ngàn ria. Ủa chị, hồi nãy chị có kêu nướng con này không? Có, nướng bán con này nữa. Tôm nhiêu vậy? Một chỉ 50 ngàn nhưng mà trả giá 2,90. Cái này nhiêu ạ? Tiền ria là 15 ngàn 2 cái. Bây giờ tính tiền việc đi, ria có ria đây nè, sao cho nó hết việc việc hoài. Trời thì giờ nói đó, mình ra biết 45 ngàn, 5 con 45 ngàn. Thì hai cái này 90 ngàn đấy hả? Ừ, 90 ngàn. 80 mua nhiều. Rồi tính ra tiền ria là nhiêu? Tính ra tiền ria là nhiêu? Nóng mới được nha chứ nguội không thích ăn đâu. Ở đây là mọi người đi ra đây là choáng ngợp với cái phố nướng nè. Ủa chị, biển ở đây là biển gì chị? Trên hỏi biển đây là biển gì? Kép. Ở đây là biển kép hả? Ừ. Kép picture. À, biển kép nhưng mà cái này là gọi là cái khu khu mình à, khu ẩm thực để mình ăn thôi đúng không? Còn bên kia là tắm. Cơm, cơm, no. Em muốn gì hèn? Trả tiền. Ờ, trả tiền đi. Tại bây giờ tính 90 ngàn của mình đi. 1 đô là 4 ngàn. 4 ngàn đi đúng không? 1 đô 4 ngàn. 30. 4 đô 16. Ủa sao nãy kêu 10? 16. Đó là muỗi. 16 thì thôi lại 1 ngàn cho mình. Đô 4 đô thì giờ thôi lại ngàn. Có đi đánh đại nè. Tại vì nó đi đánh đại. Có rồng nó rồng. Đi. Có rồi đi mua đồ luôn nè. Em nghe em có thằng dẫn nó lên xe kìa. Con nít thì nó ham vậy mà. Hả? Tôi trả bằng tiền gì? Tiền đô. Đô 4 đô. Nó lại ngàn ria. Rồi cầm đi con, lên mua thêm nhất mực nữa. Trời ơi, xiết luôn. Ủa mình còn con gà nữa hả? Mua ít mực ăn, mực ngon quá. Mua mực ăn đi. Mẹ mua mực ở đâu? Mẹ có mua cá đuối nhỏ không? Không. Nó dạ. Không lấy con 10 ngàn thôi. Rồi em mới mua một nhỏ nè. Mẹ không mua một bự cũng thích. Thôi lấy con đó đây đi. Lấy con bự đi. 2 cái 90. Anh gì? 2 cái 90. Cho em con này đi. Có cái đây 15 ngàn gì? 15 ngàn là sao? Con mực đó cũng bự lắm ông ơi. Hồi nãy em đo là cũng cả gan tay em luôn á. Không bây giờ là... con này nãy đây là 2 ngàn kia là 10 con đó. 90 ngàn tiền Việt. 90 ngàn tiền Việt thì khoảng 4 đô là 3 con 10 ngàn. Con này 10 con 2 ngàn thì cũng vô đó mà tại con nhỏ nó mềm. Con này cứ ba. Con nhỏ mềm hơn. Tại vì mẹ không có răng. Cho nên là mẹ ăn con mềm. Con nhỏ. Mềm với em. Rồi nó 10 con nữa đi. Cái con đó nó phải không? Con đó 15 ngàn của mình đó hả? Hay là của người ta? Con nào mẹ? Lấy con 15 ngàn chưa? Của con rồi, nó đang nướng á. Con đang nướng ở ngoài á.
Thì nói biết sao không? Tìm cái đó còn con gà nó còn ăn, có còn con cá nữa, con cá, con gà nữa. Cá gì vậy? Đó, con cá mẹ mua đó. Bây giờ là gia đình của mình tới cái trang chỗ biển kép rồi nè mọi người. Biển kép của Cambodia nha. Mình đã tới biển kép rồi. Bây giờ là hên là khi mà mình thuê xe đó thì có được cái bác tài xế. Bác cũng rành ở cái khu địa hình ở đây cho nên là bác thuê giùm mình thuê giùm cho gia đình mình một cái túp lều này nè, là có sẵn 4 giọng luôn. Thì so với tiền Việt Nam mình là 250.000 đồng. Thì nếu mà khi mà mọi người đang xem clip này á, mà mọi người có ý định muốn đi qua bên Cambodia chơi, đi nuôi tàu lơn và biển kép thì hãy comment ở dưới cái clip này. Mình sẽ cho mọi người cái số điện thoại của bác tài xế để mọi người liên hệ đặt để mà mình đặt xe đi nha. Tại vì mình đi là cái bác tài này nè. Đây, đây là đây, xin giới thiệu với mọi người, đây là bác tài xế chở mình đi ở bên biển kép. Đây. Đây. Thì bác tài này chạy xe rất là êm ái nha mọi người. Và tính tình cũng vui vẻ nữa. Mình muốn đi đâu là bác tài này là chỉ mình hết. Thì ở đây là mình có đặt thêm một cái con gà đốt nữa. À, mình có đặt thêm con gà đốt nữa. Ủa anh biết cái này là gì anh? Bánh nếp nướng. Hả? Bánh nếp nướng. Bánh nếp nướng hả? Cái này là bánh nếp nướng 50 ngàn hả? Có cho muối không? Tại sao? Lấy 2 đồng không? 2 đồng. Không, nếu mà biết vậy mua bánh nếp nướng này ngon hơn mua cơm hả? Thì cái bánh nếp nướng đó mẹ. Đây. Anh tài xế này là mua cái bánh nếp nướng nè. Anh sẽ mở ra xem cho mọi người coi thử. Giống như nếp cuốn vô lá nướng đó, hả? Đâu chịu tháo ăn thôi. Cái này là đâu rồi. Lá thì bự lắm mà cái nếp có chút xíu à. Là hiện giật là mới lên. Không đâu đâu chị ăn thử coi nó ngon không vậy? Chị thử coi ngon không? Có nó mùi vị gì không? Cái mùi gì không chị? Hay là chỉ là nếp nướng thôi? Rất là ngon, thơm, béo, ngọt, dẻo. Được. Thơm. Vậy là 50 ngàn một cặp như vậy là bao nhiêu cái ta? Mấy chục cái? Nhiều lắm ạ. 4, 8, 12, chị sao cái? 16 cái không? 16 cái 50 ngàn. Ở đây thì em có review lại là giá cả ở đây hết. Để cho mọi người mà có đi qua đây thì mình cũng sẽ không có bị hối gì giá cả nha. Nhưng mà nhìn chung thì cho mình đi ở bên biển kép bên đây thì họ không có chặt chém như lắm đâu. Họ không có chặt chém lắm. Họ đưa giá rất là bình dân thôi. Anh đi con cá. Đâu đưa cho mẹ cá. Đâu có cho mẹ cá. Nay bây giờ con gái mình sẽ lột ra cho mình ăn. Thử. Hay vậy. Cái nếp này nó giống như là cái nếp này nó cái dừa. Cái này họ để đường vô á. Giống như là cái nếp chuối nướng bên Việt Nam mình vậy á, nhưng mà ở đây thì nó cái nếp bên đây nó ngon hơn, nó dẻo hơn. Lá thì bự. Lá này bự. Nhưng mà cái nếp có chút xíu thôi. Cái đó nó làm
Nặn được. Mọi người ơi, nói chung là cái cuộc hành trình của gia đình mình hôm nay đi rất là vui nha. Mà vui nhất là cái lúc mà xài tiền Campuchia đó. Ria hỏi ra, ủa anh ơi, bao nhiêu ria đây là bao nhiêu tiền Việt Nam, cứ quy ra tiền Việt Nam không à. Điều Campuchia cứ quy ra tiền Việt Nam không. Vui. Mà khi mà mình tắm thay đồ ở đây thì chỉ có 5.000 đồng Việt Nam mình thôi. Là 1.000 ria. 1.000 ria là bằng 5.000 đồng tiền Việt Nam mình. Nên giá cả ở đây cũng bình dân thôi mọi người, không có chặt chém giống như là ở Vũng Tàu hay là ở những miền khác ở Việt Nam mình nha. Bây giờ là gia đình mình đi thay đồ để xuống tắm biển. Hồi ra mới được. Vô đây rồi. Đây bây giờ mình sẽ review kỹ luôn cái bảng giá cho mình, cho mọi người biết nè. WC thì 1.000 ria. Thay đồ thì 1.000 ria, đi tắm là 2.000 ria. Đây. Đây là các bảng giá nha mọi người xem kỹ nha. Để khi mà mình có tới đây thì mình cũng không có bị hố về giá cả nha mọi người nha. Rồi bây giờ là em đang đứng ngay chân chỗ con ghẹ là biểu tượng của biển kép. Để phái đoàn của em sẽ chụp hình với con ghẹ này, sẽ chụp hình kỷ niệm với con ghẹ to khủng tại biển kép này mọi người nha. Khi mà chụp hình ở đây xong là tụi em phái đoàn của em sẽ di chuyển về qua Việt Nam luôn. Đây em quay lại con ghẹ để cho mọi người thấy nè, ghẹ rất là bự nha. Em cũng sẽ xin kết thúc clip ở đây luôn nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những cái clip review về những cái điểm du lịch sau này của em đó nha. Nếu mà mọi người có thích cái clip của em thì mong mọi người hãy đăng ký kênh và ủng hộ cho cái clip của em nhiều hơn đó nha. Chúc mọi người một buổi chiều thật là vui vẻ và nhiều hạnh phúc nha. Bye bye. Ồ trời ơi, bọc bánh con tôm bự dữ vậy. Con muốn gì? Có hai màu luôn nè Hiền. Cái kia là bánh bắp. Đó, con ăn gì? Vậy hả? Cái chép đâu, cái chép đâu vậy? Cái chép trên xe. Sao nó không xuống? Viên kim khanh trên xe. Cái này là nguyên một con tôm bự luôn. Còn đây là bắp con. Con muối gì vậy? Bánh này, bánh ngồi xì bay cũng hái. Bánh gì? Bánh à. Cái này cái ủa sao kem. Giống như cái kem quá vậy? Dạ, cái kem xong cái này mình nặng ra xịt vô hả? Ừ. Cái bánh này như ủa ngộ vậy? Cái này bánh quê à. Cái này bánh quê à. Nè thấy nè. Không, cái này là cái mấy cái que này nè. Với cái chai rồi mình tự mình nặn ra thành kem á. Ngộ vậy. Trời lâu lắm luôn con mới thấy đó. Hồi đó con thấy tiệm được quá, giờ là kiếm có thấy đâu. Ủa vậy hả? Ừ. Một con ăn rồi. Hồi đó con ăn hương dâu có hương mộng quá. Giờ là có hương nho đúng không? Hương nho. Cái này hương nho nè. Hương dâu là đỏ. Cái này có Thái mà. Chứ có hương sữa Việt Nam mình đâu có bán này đâu, chỉ có bên Thái mới bán này thôi. Đâu con lấy thứ một cái cho có nhiều mùi nè, nó coi sao cái này ủa cherry nè, có cherry nè, nho nè, nho nè, rồi cái này là sô cô la sữa. Không thấy kêu nguyên hộp với không, con không biết có lấy được không? Chắc được mà. Hỏi cô kìa.
Y một một lốc như vậy chỉ có 65 ngàn à. Kìa, con qua con hỏi chú đó coi có lấy lẻ rồi không? Nè. Nè. Chép, con ăn cái này không? Bánh mà cái dạng cái kem nào có cái bánh mình ăn cái kem vô. Được, chị con tháo ra đi. Cái mùi đi. Ủa, không phải. Ờ, có lửa gì chưa? Rồi, bán nước ngọt nè. Được cái nào con? Đủ chưa? Này là sơ ri đâu là nho dâu đâu không có dâu thôi con ấy đây cái gì mẹ ăn chung bảy cây con thứ gì vậy mà ai biết không mua lon đi lon kìa nó có đứng nó bự kìa kìa nguyên thùng bự kìa đó nè có bia Thái nữa nè bia Thái nè nước ngọt Fanta nè đó sữa gấu đó sữa đâu uống béo sữa gấu một một hộp này có 10 ngàn ừ rẻ hơn dưới nè đem đem theo đi rồi dọc lên tránh uống khui uống nặng lắm á nha để xe mơ để là mơ nó sắp thêm uống ai sắp hết con mua xong rồi con rửa xong để cái này đây rồi con đựng thơm rồi cái mát con mua gì nữa con rửa đi nè con ăn không không để dưới đi rồi cái này nè đây đây rồi con lấy một cái sô cô la thôi đúng không dạ. Sô cô la kem đâu con hỏi chị Kim Thanh rồi có lấy nó không chị Kim Thanh ơi chị qua đây coi chị có lấy cái nào không nè đây là bánh bánh xong rồi mình nặng vô mình làm cái kem nè đúng đi một cherry bốn lọ thôi bịch bự đâu được đâu mình lấy nhiều màu mà mình lấy lẻ đi để mình lấy nhiều màu bịch bự cái mình đâu có lấy được mà đâu không mấy đứa ăn thôi mấy đứa ăn thôi ờ rồi vậy thôi chị cầm đi con cầm hồi đó tính tiền con vậy là cầm nhau đúng không đúng rồi ai nghe tính tiền con cái đó bò cụm mà làm bằng chai á dạ đúng rồi cái này là nước tăng lực mà làm bằng chai dạ đúng rồi cô Thái mà Thái mà bò cụm nè giống như cái loại này với loại này nè à, loại này nè nhưng mà bây giờ cái này lon này là làm bằng chai cho tiện nè cái nhỏ thôi 85 ngàn rẻ lắm tính ra có 8,5 chai hả không loại này là loại Thái nó chưa có nhập về mình dạ được được còn cái loại đó nhiều 85 ngàn luôn loại nào cũng ngon loại này á thì thấy nó có lon cái này thì con chưa thử nhưng mà thấy cái này uống cũng được ok nhiều vậy đó. Dạ. Sà bông Thái nhiều quá nè mọi người ơi. Sao hiền? Ở bên Thái này mình thấy có nhiều loại xà bông sữa tắm nó là lạ quá mà bên Việt Nam mình không có. Chú Hiền ừ hiệu lạ lạ không à bánh kẹo nước ngọt cũng vậy hiệu lạ lạ không à ê Hiền ở đây có xinh xiu ngổ Hiền xinh xiu màu kem kem này ngổ hả vậy hả dù có đâu nè Hiền
ý đẹp. Em định mua trái cho sữa đờ đó. Dạ, yeah, đây hả? Này, cái hồ cam này ở nhà mình xài một củ ở Việt Nam này. Ủa vậy hả? Cái củ hái đó, chị hái đó. Có 115 ngàn à? Tính ra rẻ hơn xuống hình. Rẻ nhiều. Ủa vậy hả? Chắc cũng 140 mấy ngàn. Hàng Thái này mắc vậy hả? Việt Nam 140 mấy ngàn á. Việt Nam mà 140 mấy rồi. Cái này hôm bữa là mẹ mua là gì nó là cái hiệu cái đó là hiệu có nhớ mày nè. Đúng rồi, nhưng mà tại cái bọc đó, nó mục quá xé bỏ ra mà. Đúng rồi, nhớ nó là có. Có cái tại nó mục mũi hả? Bọc cái giỏ. Đâu bây giờ mình kêu ảnh ghi vô tờ giấy không có giờ mình lấy cái tạo. Ba mua gì ba? Nhà mũi thái hả? À, này à. Nghe con mũi. Ba mày đi vô chỉ có nghe con mũi không? Mà lấy đi ba, để ngoài này nè cho tính tiền. Lấy ghi kêu ảnh ghi không? Giờ chưa có lấy, kêu ảnh ghi để tại sợ cái hôm về mới lấy. À. Một cái nhông mũi luôn để chút chiều về mình lấy. Cái này 32 ngàn. Thôi thấp, thôi. Ủa sao nãy đây à?